Dạ vâng, kính thưa quý vị, tiếp nối xin mời quý vị chúng ta quay trở lại với chương trình Văn nghệ vui Tết Trung thu đang được diễn ra tại khuôn viên của chùa Điệu Ngự. Và xin mời quý vị chúng ta hãy nán lại ở tới cuối chương trình để có những giải thưởng và những phần quà thật hấp dẫn hơn nữa dành cho các em nha quý vị. Sau đây xin mời em Evelyn đến từ câu lạc bộ Tình nghệ sĩ. Dạ con xin cảm ơn cô. Kính thưa quý ông bà, cô chú và các bạn, trước cho Evelyn cùng các bạn trong thiếu nhi câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, xin cho chúng con cảm ơn thật nhiều đến quý thầy và ban tổ chức của đài IVC TV đã mời chúng con đến cho chương trình Trung thu hôm nay. Kính thưa quý ông bà, cô chú, khi nghe nhạc phẩm Hàng Nha của em, Evelyn nhận ra sự dịu dàng, nhẹ nhàng và yêu thương của mẹ. Sự may mắn, hạnh phúc, vui vẻ và bình an của chúng con khi được mẹ bên cạnh lo lắng và chăm sóc. Sau đây, Evelyn kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức bài múa Hàng Nha của em, một sáng tác mới nhất của thầy Cao Minh Hưng do các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình nghệ sĩ. Xa nhớ câu chuyện cổ tích của bà bé ngoan trời chó hằng ngã xuống mang theo bánh mứt với nhiều quà dịu dàng nàng tiên qua tuổi thơ hằng ngã đẹp quá bé mong chờ ước mong trời chó chỉ mong xuống cho các bé thơ thoa ước mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.